Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 111. Oh my god, sao tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy người thanh niên này nhỉ? Lucy che miệng, dáng vẻ giật mình. Kelly đề nghị, tôi cảm thấy chúng ta nên tới chào hỏi một chút. Lucy và Kelly không hề đề phòng vì gương mặt của người đàn ông lạ lẫm, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người lạ bị đưa đến bán đảo Grand Viewer. Phần lớn những người này đây là tội phạm tử hình bị nước Anh đưa tới. Có một số người mắc một loại bệnh không thể chữa khỏi, hy vọng có thể trở thành người của tộc bất tử và sống tiếp. Còn có một vài người còn lại là bị lừa tới đây. Tóm lại, những người này đều biến thành nô lệ, cuối cùng trở thành thức ăn của tộc bất tử. Anh đẹp trai, anh vừa mới lên đảo đúng không? Có hứng thú uống với chúng tôi một chén hay không? Khi Lucy và Kelly nói chuyện, hai người ngồi xuống bên phải và bên trái của người đông kia. Người đông này liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, bình tĩnh nói, sorry, không có hứng thú. Lucy và Kelly lên được nhíu mày, chắc anh vẫn chưa biết thân phận của chúng tôi. Kelly có chút kiêu ngạo tự giới thiệu, ông nội của tôi là thanh vương của bộ tộc thần bí Thorm, và ông nội của Lucy là thanh vương Revomo. Vốn tưởng rằng sau khi đối phương nghe xong sẽ lập tức thay đổi thái độ, thậm chí tăng bốc định nọt, nhưng kết quả là khiến cho hai người mở rộng tầm mắt. Vẻ mặt người này bình tĩnh, cháu gái của thanh vương thì ngầu lắm sao? What? Kelly giật mình nói, nụ cười châm chọc, tưởng là anh không biết trong tộc bất tử ngoài huyết hoàng đại nhân ra, thanh vương đại nhân có địa vị tối cao hay sao? Vậy sao? Người này cười hề hề nói ra, vậy mấy người có biết tôi là ai hay không? Lucy lặng đi một lúc cười lại nói ra, không quan tâm anh là ai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối cùng cũng trở thành bữa ăn tối của chúng tôi mà thôi. Kelly phụ họa, nếu anh có thể làm cho chúng tôi vui vẻ, nếu không chừng chúng tôi có thể phát lòng tự bi, biến anh trở thành một thành viên của chúng tôi đó. Hai người bọn họ để không chịu nổi thái độ vênh váo tự đắc của người thanh niên này. Làm ơn đi, nơi này là bán đảo Grand Viewer đó, là sân nhà của tộc bất tử đó, một nhân loại nhỏ nhoi, trâu bò sao? Cay rắm gì chứ? Người thanh niên này khoanh tay trước ngực, và tôi tự giới thiệu một chút nha. Được thôi, và đã xem tên anh là gì. Lucy ra vẻ mặt không sao cả và trả lời, Lý Vũ. Miệng người thanh niên thốt ra hai chữ. Kelly và Lucy nhìn nhau, hai người đều cảm thấy hình như mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nhớ ra. À đúng rồi, Lý Vũ đột nhiên bình tĩnh bổ sung thêm một câu, rất nhiều người gọi tôi là quân đế. What? Hai người Lucy và Kelly bỗng dưng nghẹn học nhìn trân trối. Anh là quân đế. Sự kiêu ngạo của trên người Kelly đã biến mất sạch sẽ, lách qua bên cạnh Lý Vũ rời đi giống như con chim sợ cành cong. Lucy cũng bởi vì thần kinh căng thẳng đến chết lặng nên cũng không đứng dậy rời đi cùng Kelly. Lý Vũ liếc mắt nhìn hai người một cái, trêu ghẹo hỏi, tôi đáng sợ như vậy sao? Hai người Lucy và Kelly không nói gì nhưng lại đồng thời gật đầu như gà con mổ thóc. Hay nói giỡn quá đi. Tay trái chém công tước, tay phải giết thanh vương, có người nào trong tộc bất tử trên bán đảo Grand Viewer này chưa từng nghe đến tên quân đế hung ác này chứ? Lý Vũ tiếp tục trêu chọc, tôi nhớ hình như hai người vừa mới nói cái gì mà muốn tôi biến thành đồ ăn của hai người đúng không? À không có. Lucy cực kỳ hoảng sợ nói ra, vừa rồi chúng tôi không biết là ngài. Kelly phụ họa, à đúng, nếu chúng tôi biết là ngài chắc chắn sẽ không vô lễ như vậy đâu. À đúng rồi, chúng tôi là bạn tốt của Angela, ngài không thể làm tổn thương chúng tôi. Ồ, Lý Vũ nhún vai hỏi ra, Angela đâu? Vừa nghe vậy, Lucy và Kelly đều nhíu mày. Thấy biểu cảm của hai người đều không thích hợp, Lý Vũ quát lớn, nói mau, Angela đâu? Kelly nơm nớp lo sợ, cô ấy bị huyết hoàng đại nhân nhốt lại rồi ạ. Ngài thấy thế, sắc mặt Lý Vũ trầm xuống. Tại sao hoàng đế Kutian lại nhốt cô ấy chứ? Là bởi vì hoàng đế đại nhân không muốn cô ấy liên hệ quá nhiều với ngài. Nên đến đây, dường như Lucy nhớ ra điều gì đó bỗng dưng thốt lên, quân đế, huyết hoàng đại nhân chúng tôi đang phái người đi truy nã ngài, ngài sao ngài còn dám đến chỗ chúng tôi? Truy nã ông đây sao? Lý Vũ nở nụ cười khinh thường, giặc cướp có thể tới, tôi cũng có thể tới, trên đời này có nơi nào ông đây không dám đến đâu chứ? Một câu nói ngắn ngủi đã có thể khiến cho Kelly và Lucy kinh hãi. Thậm chí hai người bọn họ còn cảm thấy lời nói này cực kỳ bá đạo. Dẫn tôi đi tìm Agenda. Vốn dĩ Lê Vũ được trực tiếp đi tìm hoàng đế Hutian, nhưng sau khi biết được Agenda bị nhốt, anh lập tức thay đổi ý định.
Người phụ nữ của mình sao thể mặc kệ ngồi xem được chứ? Đối diện với sự uy hiếp của Lý Đạo Đức Gia, Kelly và Lucy không dám có những suy nghĩ phản kháng trong đầu. Một lát sau, một hàng ba người đi đến trước lâu đài cổ giam giữ Agenda. Nói là bị nhốt nhưng trên thực tế chỉ là hạn chế quyền tự do đi lại và cắt đứt tất cả các công cụ liên lạc mà thôi. Dù sao cô ấy cũng là đứa cháu gái mà hoàng đế Gutian yêu thương nhất, sao thấy bị ngược đãi hơn chứ? Lucy tiểu thư, Kelly tiểu thư, hai người cũng tới thăm tiểu công chúa sao? Đúng đây, Mae nhìn tao nhã, phong độ, nhẹ nhàng cũng tới đây. Lucy và Kelly cũng biết Mae là người theo đuổi trung thành nhất của Agenda, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho người kia. Ánh mắt của Mae cũng chú ý tới Lý Vũ bỗng dưng ngây người. Anh ta vốn cho rằng vẻ ngoài của mình là đẹp trai nhất trên đời rồi, nhưng không ngờ rằng có người còn tuấn tú hơn cả anh ta. Nhưng mà Mae có thể cảm nhận được tiểu bạch kiểm trước mắt này chỉ là nhân loại. Nghĩ đây là đồ ăn mà Lucy và Kelly mang đến cho Agenda. Lucy tiểu thư, tôi mang báu hưu đến cho tiểu công chúa rồi. Sau khi đến xong, Mae chỉ về phía Lý Vũ. Nhân loại này làm thức ăn cho tôi đi. Dòng chiếm hữu của anh ta rất mạnh, trong tiềm thức đã coi Agenda là người phụ nữ của mình, cho nên anh ta không cho phép Agenda tiếp xúc với bất kỳ người thanh niên nào, cho dù là thức ăn cũng được. Lucy và Kelly không hề để tới Mae, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh ta đã tràn ngập sự đồng cảm. Anh muốn hút máu của tôi sao? Vẻ mặt Lý Vũ hài hước nhìn về phía Mae. Mae nhíu mày, nhân loại hèn mọn, mày có biết mày đang nói chuyện với ai hay không hả? Biết chứ. Lý Vũ nở nụ cười giễu cợt. Tôi đang nói chuyện cùng một người sắp chết. Khi Lý Vũ vừa nói xong thì Mae đã cảm giác được bản thân bị một loại tinh thần nào đó phong tỏa. Trong đầu có một giọng nói nhắc nhở anh ta, nên anh ta dám to gan hành động thiếu suy nghĩ sẽ chết ngay lập tức. Trên trán Mae toát hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn can đảm lên tiếng hỏi. Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh sẽ phải chết. Trong lúc nói chuyện, Lý Vũ không mang theo ý tốt áp sát Mae, phất dù. Mae thốt ra một câu hồng đánh tan đuổi cảm xúc sợ hãi trong lòng quá to. Ông là tôi, là công tước Riu, là người hèn mọn như anh cũng dám nói với tôi như vậy hay sao? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Kelly và Lucy lên tiếng hỏi. Cuối cùng anh ta là ai? Anh ta là quân đế. Lucy sợ hãi đáp lại. Cái gì? Sắc mặt Mae thay đổi mặt. Chỉ trong chớp mắt, Lý Vũ đã vọt tới bên cạnh Mae. Lúc này anh ta vẫn còn chưa kịp tỉnh táo đã bị anh bóp cổ, bị nâng lên cao như nâng một con gà con. Mae hoảng sợ vô thức tiến vào trạng thái cuồng hóa, lộ ra bộ răng nanh ầm ầm. Lý Vũ đánh ra hai quyền trong giây lát. À! Hai cái răng nanh bị đánh gãy, Mae phun ra tiếng kêu đau đớn. 15 phút sau, tiếng rắc vang lên. Lý Vũ vặn gãy cổ Mae. Thấy cảnh này, Lucy và Kelly tê hết cả da đầu. Một lần không hợp đã giết người, đã vậy người ta còn là con cháu của công tước, đúng là quần đế. Với dư tượng và long khánh đảm này, có ai dám tranh đứng đầu đâu chứ? Ầm! Lý Vũ tiện tay vứt thi thể Mae xuống dưới đất, sau đó xoay người đi về phía cửa chính lâu đài. Kelly và Lucy quay sang nhìn nhau. Chúng ta có nên bám theo hay là báo tin tức này lên cho huyết hoàng hay không? Lucy đánh đo. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Kelly mới đề nghị. Bám theo sau đi, có lẽ anh ta sẽ không làm gì chúng ta đâu. Được, Lucy đồng ý. Hai người phụ nữ tăng nhanh bước chân đuổi theo Lý Vũ. Cửa lâu đài đóng chặt lại. Ầm! Lý Vũ ngầm vận khí cần, sau đó bay lên không trung, đá một cước làm đổ hai cánh cửa liên tiếp nhau. Quá lợi hại, sức lực quá mạnh. Lucy và Kelly không nén được thốt thành tiếng. Do sợ bị người ta đánh úp giờ ngủ ban ngày nên tất cả cánh cửa trong lâu đài ở bán đảo Galvier đều được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Ngay cả thuật bất tử, thực lực công tước cũng chỉ chắc đã cưỡng chế mở được. Vậy mà hai cánh cửa kia lại không chịu được một cước của Lý Vũ, vô cùng kinh khủng. Agenda bên trong lâu đài nghe tiếng động lớn, hốt hoảng chạy từ tầng 2 xuống. Khi nhìn thấy người thanh niên mà mình ngày nhớ đêm mong, hai hàng nước mắt của nàng trào ra như để vỡ. Agenda hét to, cho đất lao thẳng về phía Lý Vũ. Lý Vũ giang rộng hai tay ôm Agenda vào lòng ngực, an ủi cô. Đừng sợ, anh tới rồi. Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng có thể khiến Agenda cảm thấy cho dù trời có sập xuống, cũng cần lo lắng nhiều. Hai người ôm nhau một lúc lâu. Sau đó Agenda tránh khỏi vòng tay của anh, nói ra. Sao anh lại tới đây? Mau đi đi, ông nội của em. Không sao. Lý Vũ ngắt lời cô. Anh tới đây là để tìm ông ấy. Ồ. Agenda mỉm cười. Quân đế, công tước Riu tới rồi. Đột nhiên, Lucy cứ ngặt cô lên.
Angela cau mày, tại sao công tước Rieu lại tới đây chứ? Kelly nhìn Lý Vũ, sau đó mới sợ hãi nói ra, quân đế đã giết chết ma ép. Giết thì giết thôi, Angela ngăn ngừng đáp lại. Nếu không chú ý tới thân phận đồng tộc, có lẽ cô ấy đã tự ra tay từ lâu rồi. Về phần công tước Rieu sao? Hờ, làm gì được cô ấy chứ? Bịch bịch bịch. Từng người một xông vào bên trong lâu đài. Người cầm đầu là hai người đàn ông trung niên. Một người là công tước Rieu, một người khác là con trai ông ta, cũng chính là Ma San, cha của Ma ép. Cậu là người đã giết con trai tôi sao? Ma Siêu vô cùng tức giận, hiển nhiên đã đứng trước ranh giới bùng nổ. Lý Vũ chưa kịp nói gì thì Angela đã cướp lời. Vô liêm sỉ, Marcel, ông nghĩ ông là ai chứ? Còn dám dẫn người tới chỗ tôi sao? Công chúa, tôi... Marcel thấy hơi sợ. Lúc này Rieu đứng dậy nói ra. Công chúa, chúng tôi không hề có ý định xúc phạm tới cô. Có điều, tên nhân loại bên cạnh cô đã giết chết cháu trai tôi cần phải báo thù lại cho cháu trai mình. Anh ấy là người đồng của tôi, bây giờ các người cút đi được rồi. Angela hờn nói, nhưng ý tứ lại vô cùng ngang ngược. Sắc mặt Rieu và Marcel rất xấu. Lý Vũ bật cười ha hả nói ra, đang nghe rõ ràng chưa, bắt các người cút đi đó. Mẹ kiếp, đồ là người chết tiệt. Marcel nổi cơn tâm bành, vung tay lên nói ra, bắt cậu ta lại. Angela đứng phát dậy nói ra, để tôi xem ai dám ra tay. Đám tộc bất tử đang rụt rịch ra tay, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ vô tình thương tổn tới công chúa. Rieu nói ra, công chúa, cô cứ nhất quyết muốn bảo vệ tên là người hèn mọn này hay sao? Tôi nhất quyết đó, Angela ngăn ngược uy hiếp. Tóm lại bây giờ các người phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu không tôi sẽ bảo ông nội tôi không tha cho các người. Rieu cau chặt lông mày, thù của cháu trai ông ta tất nhiên phải báo, nhưng lệnh của Angela thì ông ta không dám làm trái. Trong lúc khó xử, Marcel ghé đầu vào sát tai ông ta thì thầm, chà, chúng ta đi nhờ thân vương tay lo phân xử thôi. Hai mắt Rieu sáng bừng. Tuy rằng 6 thân vương tộc bất tử thần phục huyết hoàng, nhưng ngoài huyết hoàng ra thì họ là người có địa vị cao nhất. Nếu chủ nhân thân vương tay lo của ông ta ra mặt, dù Angela có là cháu gái được huyết hoàng yêu thương nhất cũng đừng hòng bảo vệ được hung thủ đã giết chết cháu trai ông ta. Chúng ta đi, Rieu vung tay lên. Nhìn thấy đám tộc bất tử rời đi vội vàng, nét lo âu thoáng hiện trên mặt Angela. Bởi vì cô ấy đoán được ý định của Rieu, chắc chắn họ đã quay về nhờ chủ nhân ra mặt. Nếu thân vương tay lo tìm ông nội cô ấy đòi đẻ phải thì khả năng lớn cô ấy sẽ không bảo vệ được Lý Vũ được nữa. Người tới đây, Angela thúc giục Lý Vũ. Vũ, anh không thể ở lại đây được, mau rồi đi đi. Không cần đâu. Lý Vũ nhún vai, không cho là đúng. Dẫn anh đi gặp ông nội em, còn những chuyện khác em không cần lo lắng. Anh cố tình tới đây gặp ông nội em đúng không? Angela hỏi một câu sâu xa. Lý Vũ phản ứng nhanh nhạy lập tức thốt lên. Không đâu, anh cố tình tới gặp em, nhân tiện gặp ông nội em để nói vài chuyện đó mà. Nghe thấy vậy, Angela mừng thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ ra lo lắng như cũ. Nhưng mà em lo ông nội sẽ làm chuyện có hại với anh. Với cả anh đã giết chết mà ép, chắc chắn Rieu sẽ không bỏ ý định của mình. Đừng lo, anh rất mạnh đó. Lý Vũ nhếch miệng tạo thành nụ cười không đàng hoàng. Đừng nói là giết cháu trai của một công tước, cho dù giết thêm vài thân vương nữa thì chắc chắn Vu Giang cũng không động tới anh. Ít nhất tạm thời sẽ không, bởi vì chỉ có anh biết tung tích của Hoa Trường Sinh. Tại lâu đài huyết hoàng, Vu Giang vừa ăn uống xong đang nghe quản gia Basela báo cáo. Quân đế đã rời khỏi thành phố New York, cụ thể đi đâu thì không một ai biết được. Tóm lại bọn họ phải mấy nhóm người đi tìm, không thể tung tích của người này đâu cả. Huyết hoàng đại nhân, lần cuối quân đế xuất hiện là trong buổi dạ tiệc do Jin tổ chức, sau đó cậu ta cứ như là bốc hơi khỏi xã hội vậy. Đây sẽ là cảm thấy rất khó tin. Tuy rằng tổng bất tử bọn họ sẽ không dễ dàng rời khỏi bán đảo Granville, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có tay mắt ở bên ngoài. Với lại tin tức của bọn họ còn nhanh nhạy hơn cả cơ quan tình báo. Kỳ lạ ở chỗ không biết quân đế đã chạy đi đâu mất rồi. Huyết hoàng, lúc này một giọng nói hữu lực truyền từ bên ngoài vào. Sau đó nhìn thấy một ông già tóc trắng, dáng người cao lớn, bên khóe miệng có râu cá trê, vừa nhìn đã thấy thô tục đang đi phăng phăng tới gần. Đây là thân vương tay lo. Gutia cảm thấy người này tới đây là vì cái chết của Brandy. Một nước không thể không có vua một ngày. Thân vương bộ tộc Lamsopra đã chết, ta nhìn phải chọn ra một vị thân vương mới. Tiếc rằng bộ tộc Lamsopra ngoài Brandy ra thì chưa có ai có thực lực đạt tới cấp bậc thân vương. Lẽ ra Bren có cơ hội đột phá, nhưng đã tiếc là lão ta còn chết nhanh hơn cả anh trai mình. Bầy rồng mất đầu, tất nhiên năm tộc lớn còn lại sẽ muốn chia cắt đất phong và tộc nhân của bộ tộc Lamsopra, bao gồm các tiền của còn sót lại của Randy lúc còn sống. Taylor
Mà nữa, lại bàn tới chuyện bộ tộc Lamsora, ta cũng đã phái người điều tra về tài sản của Randy, còn chưa tới 5 tỷ đô Mỹ. Tới lúc đó, tôi sẽ chia đều khoản tiền này ra. Udan mới miệng nói đầu tiên, tay lòng nghe xong thì sững ra. Bắt đầu ta không tới đây về chuyện của bộ tộc Lamsora, nhưng khi vừa nghe về chuyện tài sản của Randy, anh ta lập tức quên khuấy mất chuyện quan trọng trước khi tới. Huyết hoàng đại nhân, tôi và Randy quen thân đã lâu, theo tôi được biết thì tài sản của anh ta ít nhất cũng hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Tại sao bây giờ lại còn chưa tới 5 tỷ được chứ? Trong mắt Taylor không giấu nổi nghi ngờ. Hiện nhiên ta cho rằng Gutian đã ngấm ngầm nuốt một khoản tiền lớn. Láo xược. Đây sẽ là nối giật. Thân vương Taylor, ông dám nghi ngờ huyết hoàng đại nhân hay sao chứ? Cậu, có miệng lại đi. Taylor nhấn giọng khinh thường nói. Cậu là cái thái gì chứ? Từ khi nào tới lượt cậu chỉ trích bổn vương thế? Ông mặt Desela sung huyết. Thân là quản gia của huyết hoàng, trang tộc bất tử, hắn ta cũng có địa vị nhất định. Nói thay lời Kujan, ngay giữa mi mắt hắn ta, có thể thấy Taylor không hề để mặt hắn ta chút nào. Taylor, ngươi cảm thấy người có bổn hoàng rất dễ bắt nạt đúng không? Hay là ông cảm thấy cổ mình rất cứng thế? Bổn hoàng không có năng lực tháo nó xuống sao? Kujan nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng mang theo hơi thở chết chắc. Taylor cảm nhận được cơn tức giận của ông ta, bèn thu liễm hơn, sửa lời nói. Huyết hoàng đại nhân, đây sẽ là vô tội cho tôi nên tôi mới không kiềm chế được tính mình. Nhưng tôi không bao giờ có ý định bất kính biết ngài. Và đại gia tộc Giovanni sẽ mãi mãi thành tâm cống hiến vì huyết hoàng đại nhân. Lúc này sắc mặt Kujan mới được xoa dịu hơn một chút, đồng thời bỏ đi ý định giết người. Taylor bật cười, quay về chủ đề chính. Huyết hoàng đại nhân, tôi rất tò mò không biết tiền của tên Randy kia đã chạy đi đâu. Trước khi Randy chết, trong tài khoản chúng ta có một khoản giao dịch cao tới 20 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể chuyển cho ai thì bốn hoàng không điều tra ra được. Đến tới đây, Putin nghiêm giọng nói ra. Nếu các người không tin thì có thể tự đi tra. Tôi chắc chắn sẽ tin huyết hoàng đại nhân. Taylor kính cẩn thực hiện lễ nghi. Đã nói như vậy, ông ta quyết định khi nào quay về sẽ đi điều tra một lần nữa. Nếu thực sự giống như lời Putin nói, Randy chuyển 20 tỷ đô la Mỹ cho người khác thì mặc kệ người đó là ai, ông ta cũng phải khiến cho người đó ngoan ngoãn bỏ số tiền đó trở về. Không còn chuyện gì khác thì ông về đi. Putin vẫy tay ra hiệu Desela tiễn khách. Taylor lại không người hành lễ. Vậy thì tôi không làm phiền huyết hoàng đại nhân nữa. Vừa dứt lời đã xoay người rời đi. Nhưng khi vừa đi được hai bước, ông ta đột ngột dừng chân xoay người lại. Mẹ kiếp, vừa nhắc tới tiền đã quên bén luôn chuyện chính. Trong lòng thầm mắng Putin một chập, ngoài mặt vẫn cung kính nói ra. Huyết hoàng đại nhân, tôi còn có một chuyện muốn nói với ngài. Có chuyện gì? Putin trầm giọng hỏi. Taylor nâng cao mặt nói ra. Huyết hoàng đại nhân, thời thế có lẽ ngài nên quản lý kỹ cháu gái Agenla của ngài hơn. Putin bất ngờ, không biết vì sao Taylor lại nhắc tới chỗ Agenla, không có tò mò hỏi lại. Agenla làm sao chứ? Chỉ ngay vừa rồi, Agenla đã dùng túng cho một tên là người hèn mọn giết chết cháu trai của Rio. Taylor thêm mắm dầm muối kể lại câu chuyện. Nhưng trước khi nghe được tin tức, ông ta cũng đã bị Rio thêm mắm dầm muối một lần rồi. Vì vậy, Agenla có thể biến thành phần tử cảnh bã, cấu kết ngoại tộc để giết chết tộc nhân của mình. Tự như nếu Guturan không nghiêm trị Agenda thì thật sự có lỗi với thân phận huyết hoàng. Còn tên là người đã giết chết Mai F kia, tốt nhất phải trừng phạt hắn biến thành tộc bất tử, sau đó hành hạ hắn mãi mãi. Thật sự có chuyện này sao? Guturan vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời Taylor. Dù sao thì Agenda cũng là bị ông ta giam lại, sao lại đột nhiên cho người đi giết chết Mai F được chứ? Taylor thành khẩn đưa lời thề đảm bảo. Huyết hoàng đại nhân, tôi lấy danh nghĩa của thủy tổ Maya ra thề, từng lời từng chữ tôi nói là thật, tuyệt đối không nói dối hay lừa ngài dù chỉ một câu. Putin trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía Desela, dẫn Agala tới đây. Vâng, Desela cung kính nhận lệnh rời đi. Sau đó Putin dặn dò Taylor, ông đi gọi Triều tới đây, nếu lời ông nói là thật thì bốn hoàng sẽ không tha nhẹ tội cho Agala. Vâng, Taylor bật cười thành tiếng, tôi tin huyết hoàng đại nhân là chứng nhận tốt nhất. Một lát sau, Triều đứng chờ bên ngoài đi đầu vào bên trong. Huyết hoàng đại nhân, xin ngài hãy phân xử cho cháu trai tôi. Triều nước mắt nước mũi giàn giụa, uất ức giống như người vợ vài năm chưa được cưng chiều. Taylor đứng một bên nói nhỏ, mẹ kiếp, ông khóc cái rắm gì chứ, là mất mặt bổn vương. Triều lập tức ngừng khóc thút thít, đè giọng thật thấp, thân vương, tôi làm vậy chẳng phải là để huyết hoàng đại nhân không thể thiên vị còn ả đi rồi kia sao? Taylor nói khẽ, có bổn vương ở đây, huyết hoàng dám thiên vị hay sao? Triều nghĩ khác một chút, cảm thấy lời này cũng phải. Nếu Guturan dám không công bằng thì sau này khiến mọi người phục thế nào đây?
Thêm một lúc nữa trôi qua, dưới sự hướng dẫn của Desela, nhìn thấy Lý Vũ đang dắt Agala đi vào lâu đài. Kẻ thù gặp mặt, tức đỏ con mắt, triều chỉ thắng vào Lý Vũ rồi hét lên: "Hứa Hoàng đại nhân chính là tên là người hèn mọn này để giết chết cháu trai của tôi." "Ông ồn ào cái gì thế?" Lý Vũ nhấn mạnh: "Có thể dùng đây đưa ông đi gặp cháu trai của mình hay không? Đồ khốn kiếp!" Tay lo giận tím mặt. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói thêm gì thì ánh mắt sắc bén của Lý Vũ đã lia thẳng vào người ông ta, mở miệng cất lời: "Tiếp đi, chờ lát nữa làm thịt luôn cả ông." Khi Lý Vũ vừa dứt lời nói, bầu không khí trong lâu đài huyết hoàng im phăng phắc. Khóe miệng Tay Lo có rút lại. Có cả đời người dám giết luôn cả ông ta, khi ông ta nghi ngờ không biết người này có phải là bệnh nhân thần kinh nhất chạy ra từ bệnh viện tâm thần hay không. Còn Riêu thì hít sâu một hơi, ánh mắt khi nhìn Lý Vũ ngoài căm ghét ra còn thấp thoáng vẻ khâm phục. Nếu không gặp trường hợp này, ông ta rất muốn nói thẳng với hắn rằng: "Nhất con, cậu rất gan dạ đó." Tay Lo tức tới mức bật cười: "Cậu nói ngay cả tôi cũng muốn giết luôn sao? Là người hèn mọn, cậu có biết nơi này là đâu hay không? Đây chính là bán đảo Grandviewer đó." Vẻ mặt Putin hơi mạnh mục, từ bất ngờ, kinh ngạc, nghi ngờ tới bộ phục. Ông ta không bao giờ ngờ tới mình phải mấy những người ra ngoài tìm Lý Vũ cũng thấy, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên chính địa bàn của mình, đã vậy còn cực kỳ hung hăng càn quấy. "Nào, tới đây, bốn vương nước đây, ngươi làm thịt bốn vương xem thử." Tay Lo bật cười khinh thường. Putin hơi trầm ngâm, tốt bụng nhắc nhở: "Tay Lo, tôi khuyên ông tốt nhất đừng đùa với lửa." Tay Lo sững sờ, không hiểu vì sao Putin lại nói như vậy. "Có lẽ cậu ta sẽ làm thịt ông thật đó." Putin bổ sung thêm một câu: "Ặc." Nụ cười lúc này trên mặt Tay Lo nhờ để đền cứng ngắc. "Huyết Hoàng, ngài nói cậu ta có thể làm thịt tôi sao?" Lúc này Desela mới mỉm mai lên tiếng giới thiệu: "Thần vương Tay Lo, có lẽ ông đã từng nghe thấy tên của nhân loại này rồi." "Hả?" Còn người Tay Lo chuyển động bật thốt ra câu hỏi: "Cậu ta là ai chứ?" "Quân đế." Agala chủ động giới thiệu Lý Vũ. Khi nói ra hai chữ quân đế, cô hơi tự hào một chút. "Cái gì?" Tay Lo còn rút khóe miệng, quay hàm há hốc ra. Còn Riêu đứng một bên, còn người còn rút lại, ngầm ngực phập phồng không ngừng. Hễ nhìn hai người họ không ngờ tới nhân loại trước mặt này chính là nhân vật nguy hiểm, người nổi tiếng khắp bán đảo Grandeur dạo gần đây. Quân đế là cái ác số một, tay trái cắt đầu công tước, tay phải làm thịt thân vương. Tay Lo nuốt nước bọt, chàng trách Putin là khuyên ông ta đừng đùa với lửa. Ông ta và Brandy cùng có thực lực cấp bậc thân vương, nếu quân đế có thể đánh chết Brandy thì cũng có năng lực giết chết ông ta. Sao lại không làm ầm ĩ nữa đi? Lý Vũ nâng tay chỉ Tay Lo, đột ngột nâng cao giọng: "Không phải lúc này ông hung hăng lắm sao? Hung hăng tiếp cho tôi xem đi." Anh vừa nói vừa chỉ về phía Riêu. "Cả ông nữa, không phải muốn trả thù thay cho cháu trai sao? Tôi đứng ngay đây, ông đồng tới tôi thử xem." "Không, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi." Riêu thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, mỉm cười nịnh hót: "Thằng cháu trai không ra gì của tôi, cả ngày chỉ biết làm việc sằng bậy, chết là tốt rồi. Dù cậu không giết nó thì có lẽ một ngày nào đó cũng phải vì việc nước mà quên tình thân